Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Trong quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, Bác nhấn mạnh Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ và phải đưa họ vào Đảng, bồi dưỡng họ thành cán bộ. Như vậy là không bao giờ thiếu cán bộ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi phẩm chất tài năng của cán bộ phải được phát hiện sớm và được bồi dưỡng công phu, giống như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Bác luôn chú trọng đến tiêu chuẩn là tài và đức, hồng và chuyên. Đối với cán bộ trẻ, việc rèn luyện đạo đức góp phần cho tài năng phát triển đúng hướng, bền vững. Người yêu cầu phải đào tạo ra những cán bộ phụ trách, có gan phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc. Có thế Đảng mới thành công. Thế mạnh của cán bộ trẻ là hăng hái và nhiều kiến thức, nhưng lại có điểm yếu là thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, để cán bộ trẻ nhanh chóng trưởng thành, cần phải tạo điều kiện cho họ tiếp cận với thực tiễn, thông qua thực tiễn để tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý và điều hành công việc. Phương châm sử dụng cán bộ trẻ của Bác là khơi dậy tinh thần trách nhiệm và dám phụ trách, dù sai lầm chút ít cũng không sợ. Thông qua đó để thẩm định bản lĩnh tài năng của cán bộ trẻ. Bác từng dạy, thương yêu cán bộ là phải luôn luôn chú ý đến công tác của họ, kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết điểm là giúp cho họ sửa chữa ngay. Định kỳ đánh giá kết quả phấn đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ trẻ để định hướng và chỉ dẫn họ phát huy ưu điểm, sở trường, khắc phục những hạn chế yếu kém của mình. Thấm nhuần quan điểm của Bác về mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có đức có tài, trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng đã triển khai chủ trương luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ trẻ tiếp cận với thực tiễn cuộc sống, làm quen dần với kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Nhiều cán bộ trẻ sau một thời gian luân chuyển đã trưởng thành rõ rệt, vững vàng với cương vị được giao. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 40 tuổi của các tỉnh, thành phố trong cả nước nhiệm kỳ 2015-2020 cao hơn khóa trước gần 2,54%. Tại nhiều địa phương và bộ ngành đã xuất hiện những cán bộ lãnh đạo tuổi còn rất trẻ nhưng năng động, quyết đoán, nói đi đôi với làm, xông xáo đột phá, giải quyết hiệu quả những việc khó, những vấn đề nóng, điểm nóng, nhạy cảm tại địa phương đơn vị. Chủ trương trẻ hóa cán bộ của Đảng và Nhà nước là chủ trương hết sức đúng đắn và thực sự đã đem lại hiệu quả cụ thể. Vừa qua, đã có 63 bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó có 2 bí thư thuộc thế hệ 5X, chiếm 3%, 34 người thuộc thế hệ 6X, 54%, và 27 người thế hệ 7X, chiếm tới 43%. Bí thư trẻ nhất là ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp. Có thể thấy, để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải được quan tâm thích đáng. Đây không chỉ là giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài về công tác cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần quan điểm của Bác về bồi dưỡng đề bạt cán bộ trẻ, trong những năm qua, Đảng ta đã tập trung đổi mới lãnh đạo về công tác cán bộ, trẻ hóa cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua thực tiễn công tác cho thấy, đội ngũ cán bộ trẻ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đã thể hiện được bản lĩnh sáng tạo, thích ứng nhanh với cái mới, có sức bật, dám nghĩ, dám làm. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.